Đêm Noel, đêm Noel, em muốn được ăn kem. Bình chi linh. Tự nhiên bình chi linh đổ vô duyên. Kem là bình chi linh còn gì nhỉ các bạn nhỉ? Ốc đúng là không biết gì về top top, idol top top ai cũng gọi là bình chi linh hết. Và các bạn ơi, Giáng sinh thì đã qua rồi. Tuy nhiên vì không khí Giáng sinh vẫn còn đâu đây, nên hôm nay bọn mình sẽ chơi một tựa game kinh dị liên quan đến đêm Giáng sinh. Lại còn là game kinh dị với người yêu. Ui giời, lêu lêu mấy bạn không có người yêu nhá. Tí anh vào game kiểu gì anh cũng có người yêu cho mà xem. Và các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta vào xem người yêu ạ. Anh Bi Cô Thành có đẹp không nhá? Eo nhưng em lêu lêu, nhưng em lêu lêu ai, em cũng đã có người yêu đâu. Lêu lêu em đấy. Đây là một bối cảnh trong một buổi Giáng sinh nha các bạn. Có cây thông Noel sáng lấp lánh và lò sưởi ấm rực luôn, cùng những hộp quà to đùng. Và tựa game này có tên là gì hả ốc? Tựa game này tên là Crimson Snow, tức là bông tuyết đỏ thẫm. Ui anh thấy trên cái bông tuyết này nhuốm máu, thế màu đỏ đây là máu à? Đúng rồi, chứ không lẽ màu máu là màu xanh lá cây? Rồi, Giáng sinh mà liên quan tới máu chắc tựa game này rất là kinh dị. Bây giờ chúng ta cùng vào chơi xem nó kinh dị như thế nào nha các bạn. Ok. Ôi sao tựa bấm phát đen xì này. Nghe nói là trong game này anh sẽ có người yêu đấy. Thế à, xì đen đen là đen xì xì. Ôi hết đen xì xì rồi các bạn ạ. Mình đang ở trong nhà và ngoài trời đang có bão tuyết thì phải ấy. Nhân cái trời bão tuyết anh sẽ tặng ốc và các bạn một bài thơ. Ngoài trời bão tuyết to đùng đùng, thôi thì mình đi vào đắp mùng ngủ cho ngon. Nhưng mà có tiếng điện thoại. Điện thoại chắc người yêu gọi đấy. Anh chơi game kinh dị nhiều anh biết rồi. Điện thoại vào tầm giờ chắc chắn là con gì con ma nó gọi đấy. Không, ảnh đại diện là người yêu của đứa con gái kìa. Thôi cứ nghe đi. Baby Thành chắc là chưa quen với việc có người yêu. Vâng. Bao nhiêu năm cuộc đời đã có người yêu đâu. Chào người đàn ông đẹp trai nhất của đời em. Anh đang làm gì thế? Ở đây anh hãy trả lời cô ấy với hai lựa chọn. Một là anh đã hoàn thành công việc và đang xem tivi. Hai là anh chả làm gì cả, một ngày của anh vẫn trôi qua như mọi ngày đấy. Anh là một người chăm chỉ, anh trang trí cây thông Noel các thứ luôn. Thế thôi, anh chọn cái đầu tiên. Anh làm xong nhiều việc, bây giờ anh xem tivi. Paperwork không phải là làm nhiều việc đâu, mà làm việc bàn giấy á. Cô này thông báo với anh này là cô Joy này bảo là cô ấy đã hoàn thành công việc ở chuyến công tác rồi và nó khá là nhanh. Cô ấy thì chụp rất là nhiều ảnh và cô ấy muốn cho mình xem một cái ảnh bây giờ. Thì không biết là mình muốn xem cái ảnh nào, hoặc là ảnh núi hoặc là ảnh từ hồ bơi. Quên nói với anh rằng là khách sạn của em có cái hồ bơi nó hiện đại, nó kiểu sang trọng á. Bây giờ anh muốn là cô ấy sẽ gửi cái bức tranh ngọn núi, à cái bức hình ngọn núi, hay là gửi cái bức hình hồ bơi. Núi thì anh, nhà anh gần núi không có gì lạ rồi. Anh sẽ chọn xem hồ bơi đi, xem hồ bơi đấy oách như nào mà kể như thế. Chắc hồ bơi có vòi phun nước. Ok anh, em sẽ gửi cho anh tấm hình hồ bơi và hãy nhìn em trong bộ bikini. Ui trời ơi, người yêu anh nóng bỏng quá, quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, chết được. Cô này đã gặp rất là nhiều người, thế nên là cô, nhưng mà cô này vẫn rất là lo lắng cho anh. Anh ở trong đây là tên là Mark nha. Đấy, và cô ấy rất là vui, nhưng mà cô ấy chỉ có một người để nói chuyện, đó chính là mình thôi. Ui giời, thôi không sao. Anh cũng ở nhà một mình thôi, mình cứ nói chuyện với nhau là được. Cô ấy có nói về một bức thư, thì không biết là anh đã đọc cái thư đó chưa. Thì nếu anh đọc rồi, anh hãy lựa chọn là anh đã nhận được thư rồi. Và lựa chọn thứ hai là anh cũng đã nhận được thư nhưng mà anh vẫn chưa đọc nó. Anh nhận được thư nhưng anh chưa đọc. Ok, anh vậy là anh chưa đọc. Đó là một bức thư cá nhân viết cho một cá nhân thôi. Thật là rất là cool ấy. Hãy mở nó và nói với em nội dung bên trong là gì. Ok, thì lá thư chắc phải ở gần cửa rồi. Đi xuống xem nào. Và có cái gì đấy rất là tuyệt ở trong cái phong bì nha các bạn. Đây đây đây, phong bì đây đúng không? Đây. Merry Christmas, Giáng sinh. Bức ảnh mình và người yêu mình đúng không? Ui, quá được, cặp đôi hoàn cảnh, nhầm hoàn hảo. Ok honey, tôi nhớ bạn rất là nhiều. Mọi thứ đã kết thúc quá là tồi tệ. Tôi đã sẵn sàng để cho chúng ta một cơ hội khác. Tôi đã làm những thứ thật là stupid, tức là thật là ngu ngốc các bạn ạ. Trước đó nhưng mà tôi sẽ không làm chúng lại lần nữa đâu, tôi hứa đấy. Hãy gặp tôi và chúng ta sẽ bàn thêm có được không?
Nếu mà bạn bị mất cái bức thư này thì có phải bạn bị mất được cái bức thư này không? Ai biết. Hình như thư này của người yêu cũ của anh gửi cho anh hay sao á. Yêu, Baby Thành cũng được người yêu cũ yêu á. Người yêu cũ bỏ rồi. Ai gửi đấy? Cái đấy nó là viết cái gì đấy? Bây giờ hoặc là bây giờ chung là mình sẽ phải nói dối đấy các bạn ạ. Hai cái lời nói dối. Bây giờ mà bảo người yêu cũ viết thư cho mình, người yêu mới xiên chết để bảo sao bông tuyết còn máu. Thì lời nói dối thứ nhất đó là chỉ là một cái giấy tờ từ bên cơ quan thuế thôi. Và lời nói dối thứ hai đó là một cái bưu thiếp từ bố mẹ của anh, tức là của anh Mark đấy. Và họ chúc chúng ta một cái mùa Giáng sinh ấm áp. Ok, thế thì anh chọn cái thứ hai đi. Bố mẹ gửi đi. Ừ, ok. Thật là tuyệt vời. Em tưởng là anh đã dừng nói chuyện với họ rồi, nhưng thật là tốt. Ok, nhưng mà dù sao thì hãy đi lên trên cái phòng ngủ của anh và nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của anh đi. À, lại phải quay lại phòng ngủ để nhìn qua cửa sổ, cái chỗ mà lúc đấy nhìn thấy bão tuyết đấy các bạn. Anh ấy nói dối là bị lộ rồi đấy. Cái gì đấy? Cái gì? À, đèn nhấp nháy, chắc nhà bên đấy đang chập điện. Đêm Noel, ta đốt đèn đi chơi. Anh có nhìn thấy cái gì ở cửa tầng 1 không? Nếu như anh không thấy thì anh hãy đi lên tầng 2 đi. Đây là tầng 2 của mình đúng không? Rồi, anh nhìn thấy cái gì thế? Anh nhìn thấy gì? Anh sẽ có hai sự lựa chọn, đó là anh nhìn thấy bạn gái của anh đang rất là lộn xộn ở xung quanh những cái đèn ở trong nhà cô ấy. Và thứ hai ấy là anh vừa đến nơi rồi nhưng mà tại sao lại không nhận được điện thoại của em. Anh có thể pick up, tức là đón em ở sân bay. Chả hiểu gì, thôi chọn bừa một cái các bạn ạ. Chọn cái là nhìn thấy ôi, bạn gái của anh không có làm bừa bộn cùng với đèn đâu. Cô ấy chỉ đang nói gợi ý với anh là cô ấy đã đến rồi, đã xuất hiện ở nhà rồi. Đấy. Và bây giờ cho em cái ngạc nhiên phần 2. Nhưng mà đầu tiên hãy cho em cái biết cái trạng thái của anh, cái tâm trạng của anh. Thế thì tâm trạng của anh như nào? Tâm trạng của anh là như thế nào? Hay tâm trạng của anh là are you alright? Alright? Tức là kiểu có muốn đi không á, gì đấy á. Thôi thì cứ đi đi. Mr. Grinch, ông Grinch á thì sẽ chỉ cho em cái dáng cái rượu Giáng sinh các bạn ạ. Đấy, và nó là một cái chai sparkling nha. Sparkling là champagne kiểu vang sủi á các bạn. Rồi. Em rất là xin lỗi, em đã không đến về nhà kịp thời. Nhưng mà cái gì đây? Tìm gì à? Đây là phòng giặt ủi đúng không? Ừ. Nhưng mà anh tìm gì đấy? Anh tìm rượu sâm panh. Uống rượu một mình à? Thất tình à? Nhưng mà vào đây toàn bột giặt, chẳng lẽ lấy bột giặt và uống ngất mẹ trên đất. Anh ngủ rồi à? Xin lỗi Mark nhé, nhưng mà tối nay thì anh sẽ không ngủ đâu. Hãy tìm chai sparkling ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ và hãy nói với em một tin tốt nhé. Tủ quần áo trong phòng ngủ. Ừ. Đây là toilet rồi. Ôi, không phải vào toilet tìm nữa. Đây chắc đúng phòng này rồi. Ừ. Kia kìa. Nó trên đúng không? Try looking for them in the bedroom closet. I'm pretty sure I saw them in there. Hãy cố gắng tìm ở đây đi, cô ấy bảo cô ấy nhớ nó ở đây. Em giấu chai rượu đâu, kỹ thế. Em uống một mình à? Cái gì đây? If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. À. Đây giống như kiểu cái pháo bông ấy, nó sẽ xì xì và nó phát sáng ấy các bạn, giống như kiểu mình cái mình cắm vào bánh sinh nhật ấy. Ừ, rồi. Có mình lụm cái đấy để làm gì ta? Không biết. Đâu rượu đâu em ơi, lừa à? Tủ quần áo ở đâu ta? Đây là phòng giặt thôi chứ đâu có tủ đâu. Nó phải là một cái tủ hay sao á. Tìm những cái ngăn dưới này xem nào. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào gió đi. Ui. Ôi, đốt pháo trong nhà, ngáo thật đấy. I can feel the Christmas spirit. Alright, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag. Trời ơi, ông bây giờ anh lại phải tìm cả vang pháp đây này. I also got some fireworks. Cũng tìm đến một vài cái pháo, đúng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức Christmas cùng với rượu và pháo. Bây giờ đốt pháo mất rồi còn đâu. Anh sẽ bị cô này sớm chia tay thôi. Kệ anh đằng nào có một mình thích làm gì cô ấy làm sao mà biết được. Bây giờ chúng ta sẽ lại có hai sự lựa chọn.
Một là một món quà cho anh ư? Xin lỗi, anh không nghĩ là chúng ta đang tổ chức tiệc cùng nhau. Và một cái sự lựa chọn thứ hai ở chữ Q ấy, đó là em đang làm gì vậy? Anh cần phải nhặt nó ở dưới cái cây thông. Và anh sẽ không biết, à anh sẽ không nói với em nó là cái gì đâu. Ồ, chọn cái thứ hai đi. Come on, don't pretend that you have planned something. I know that you were preparing for the holidays. Cô thật, cô này bảo thôi nào, hãy cứ tổ chức cái bữa tiệc này đi. Ở dưới cây thông có một món quà bí mật. Không thể nào mà chờ đợi thêm nữa, đây là một cơ hội tuyệt vời. Chúng ta sẽ uống rượu vàng ấy. Và sau đó thì hãy nhận lấy món quà của anh đó. Em ơi, anh chưa tìm cái gì em ơi. Toàn sổ sách thôi à? Ờ. À, thấy rượu đâu. Cô này hình như cứ nói liên thiên cái gì ạ. Cô này bảo là mình cứ phải nhìn xuống dưới gốc cây á. Nó có quà đó, gốc cây thông á. Xuống đấy, cắm mặt xuống rồi nhìn xem là nó là cái gì. Đây, gói quà đây này. Đấy. Wow, thôi cầu hôn anh à. Điều nhận cho anh. Ừ. Tôi sao? Lấy đi, đồng ý đi. If you found the gift, come see me already. Nếu mà tìm thấy quà rồi thì hãy đến để gặp em. Đến gặp em kiểu gì? Bay đến à? Em ơi, ôi chết, đến gặp em bây giờ mà bay đến thì thành ma. Thôi em ơi, đến gặp em. Ơ, anh đã rời nhà rồi à? Trời ơi, thật là cẩn thận với thật là dễ dàng để bị lạc trong cái thời tiết này đấy. Hãy theo cái hướng đèn à, hướng đèn hả? Đúng rồi, hướng cái đèn chớp kìa. Ừ. Ui, ngoài đây cẩn thận bị lạc đấy. Chúng ta cần phải đợi cái tín hiệu đèn. Đúng rồi, đúng rồi. Ui rồi. Anh không mang rượu sang à? Anh phải có rượu và pháo chứ. Thôi, anh là người chứng trạng, anh không uống rượu đâu. Ồ. Ồ. Rồi, đến rồi, đây, nhà cô ở đây đúng không? Ơ, thế là người yêu mình đi rồi mà. Thế đây là ai? Đây khéo là người yêu cũ của mình á. Lắm người yêu thế nhở? Ờ. Tự nhiên trong game thấy lắm người yêu thật đấy. Ngoài đời chắc có một người yêu rất mệt lắm rồi. Bây giờ có hai người yêu. Một người yêu đang đi chơi nhá. Đúng không? Người yêu đang đánh đèn nhấp nháy. Ơ, thế là sao anh vẫn chưa hiểu lắm? Thì hai người này liên quan gì tới nhau? Em cũng không hiểu. Đây là nhà người này cũng đang trang trí Noel các kiểu này. Ui, cửa đóng à? Mở cửa đi. Thôi rồi, cô người yêu cũ nhốt Bê Quy Thành ở nhà cô ý, không cho anh Bê Quy Thành về đâu. Ồ. Nhạc ấy. Nhạc ở đâu ấy? Jingle bell, jingle all. Hãy đi đến chỗ tiếng nhạc đi. À, một cái hộp nhạc này các bạn, nó phát sáng đúng không? Đâu, đèn mà. Đèn à? Thế nhạc ở đâu nhỉ? Ờ, nhạc đâu ta? Ừ. Tịch tịch tình tàng. Điên, nó đang hay cứ tịch tình tàng cái gì. Ui, cái gì đấy? Cười gì đấy? Mình có cầm điện thoại đi đâu mà nó cười đấy, nó cười. Ai cười đấy? Đứa nào cười đấy? Ôi, cái gì đấy? Cửa mở rồi à? Cửa kia mở hay gì đấy? Nó cười à? Nó không cười nữa rồi. Cửa bên này mở này. Ờ, thế đi sang bên đấy đi. Đứa nào mở cửa đấy? Có phải cái đứa nháy đèn ở tầng 2 không? Thấy bóng người không? Bóng người đâu, nó bóng đồ vật mà. Chứ làm gì người bóng to thế. Nó xô đổ cái đèn hả? Bóng người đấy. Điên à, đây không phải bóng người đâu. Được. Ô, kẹo gừng à? Ừ. Ôi giời. Noel, nhà này cũng cây thông Noel các bạn ạ. Thế thì... đúng là Noel nhà nào cũng có. Anh vừa thấy cái bóng gì đây mà, nó biến mất rồi này. Lúc đấy là rõ ràng cái bóng của ai đấy. Không, làm một cái đồ vật gì đấy thôi. Chắc là anh sợ quá đấy, bị ám ảnh rồi các bạn ạ, không có gì ở đây đâu. Ờ. Wow. Ê, người yêu lại gọi. Where are you? Anh đang ở đâu? Anh đang bị chìm ở trong tuyết à? Nhanh lên, em đang mệt đây. Rồi, bây giờ anh sẽ trả lời cô ấy theo hai lựa chọn. Lựa chọn nhất là anh đang ở trong nhà của em và anh không nhìn thấy em ở đây. Và lựa chọn thứ hai là anh đang có một cái chút rắc rối ở đây. Thì em nghĩ là anh sẽ lựa chọn cái đầu tiên ấy. Tại vì là đúng là không có ai ở đây thật. Ờ. Chọn sự lựa chọn đầu tiên. Ok. Ở trong nhà của em nghĩa là sao?
looks like you broke into the wrong house. Anh đi sai nhà rồi. Em đã đi ra khỏi nhà trước em trước anh rồi. Ôi trời, mất điện rồi. Mất điện không không sao. Đây là do bão tuyết nên mất điện, mình phải bình tĩnh. Ô sao mất điện mà đèn nháy nó vẫn nháy nhỉ? Và cái cây thông này nó như kiểu trở thành bị làm sao các bạn ạ? Ờ, nó bị mất hết những quả trâu và đồ trang trí rồi, nó chỉ còn mỗi cái đèn thôi. Hộp quà bị xé rách hết rồi các bạn này, vứt tung tóe luôn. Ôi, vậy thì lúc mất điện có mấy giây đó chắc là ai đã làm gì đấy rồi, họ còn xô đổ cả ghế này. Ờ, ui lửa cũng tắt luôn rồi. Ừ. Ui, Giáng sinh bất ổn rồi các bạn, có ai đeo? Không, đây là cái ghế thôi. Hết hồn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đi đâu hả? Mình nên thoát khỏi đây chứ còn đi đâu nữa. Về nhà gọi điện cho bạn gái bảo thôi em ơi, anh nghĩ là anh sẽ nên ngủ để hết đêm Giáng sinh. Sợ quá, tự nhiên mất điện rồi. Phá rồi. Bắt buộc phải đi ở đây rồi. Tối thế. May quá anh nhớ là chúng ta còn cái này. Ờ. Cái pháo rồi. Ui, không phải đâu mà cái nhà. Con gái sao lại tiếng ồ ồ như con trai, cái gì mà khổ ấy. Hay là người yêu mình biến thành quái vật rồi. Về thôi. Thả tao ra. Không cho về các bạn ơi, chết rồi. Đi vào trong đấy à? Ờ. Xem nó đâu? Nó cái gì đấy? Bật tivi, tivi bật rồi. Tivi bật chiếu cái gì? Nó bị nhiễu luôn rồi. Ờ. Ôi, nhìn nè, một ngọn nến và ở đây hai người. Tôi không nhớ Joy có bức ảnh này trước đây. Tôi nghĩ là bố mẹ cô ấy thì trông khác mà. Ơ, thế đây là nhà của Joy à? Đây là nhà, ừ đúng rồi, đây là nhà của Joy. Nhưng mà đây là cái bức ảnh này là bức ảnh của người mà là chủ cũ ở căn nhà này. À. Và cũng không nhìn thấy cái postcard này trước đó luôn. Trời ơi, bất ổn quá các bạn ạ. Vậy là nhà của Joy có ma. Đúng rồi, và chứ không phải người yêu cũ đâu. Ờ, cứ tưởng sang nhà người yêu cũ cơ. Không phải đâu. Thế là Joy bảo mình qua nhà của Joy. Ờ. Để ăn Joy. Cái người mà gọi điện là Joy, nhưng mà chắc là người gọi điện lại không phải là Joy. Là cái con ma nó dụ anh sang đây đấy. Đúng không? Anh không biết nữa, nhưng mà thôi, tìm cách thoát khỏi đây thôi các bạn ơi, bất ổn quá. Ui, cái gì đấy? Phòng này được mở này. Phòng này có cái gì á? Ui, có postcard. He cannot leave. Anh không thể rời khỏi đây đâu. Cái gì đây anh ơi? Cái này là cái checklist gì đấy ấy. Đây không phải là cái chữ viết của Joyce. Một người nào đấy đang đợi tôi trước đó. Ai? Trốn, trốn đi. Honey à? Tôi gọi anh là Honey, nó yêu anh đấy. Không yêu quái vật đâu. Không yêu. Không. Nó đâu rồi? Cái. Ôi trời ơi. Honey đầm tóc màu đỏ ấy các bạn. Chị ơi, em không quen chị. Chị không được gọi em là Honey. Em nhìn thấy anh đấy. Ui trời ơi. Ui, móng tay đỏ. Ui, nó gõ vào gầm bàn bên kia rồi. Đừng gõ sang bên này. Đừng. Ui, móng tay kiểu như bạch cốt tinh luôn. Ui, chết rồi. Không thấy gì. Đi rồi. Hết hồn. Nó đi à? Ờ. Đầu lắc vậy. Cục 26 Sơn La rồi, đến từ 26 Sơn La. Ờ, đúng rồi. Nó đi thật chưa? Nó ở ngoài kìa. Móng vuốt sắc nhọn. Xẹt xẹt. Phát là Bêu Quý Thành đi đời. Ngon. Chờ nó đi hẳn đi. Nguy hiểm ạ. Trốn tiếp đi. Đã bảo chờ đi hẳn rồi, cứ dò ra thủi vào nó chém cho một phát thì chết. Con này nó nghe tiếng động hay sao các bạn ạ? Ấy, nó đang cào vào tường. Xeng xeng. Hùng xeng xeng xeng. Nó nói là con quỷ đó. Nó quay trở lại kìa. Đấy. Đi. Chạy. Chạy ngược lại. Ờ, chạy ngược lại thì nó không biết. Ờ, rồi. Bây giờ làm sao nữa? Chuồn. Ờ, chuồn. Bên này, cửa này. Rồi.
Cái gì đây, nhìn ghê quá. Mặt ông này, mặt ông này khó chịu thế. Ừ. Chuồn, chắc ở chỗ này đi được này. Ừ. Mình phải đi cẩn thận, không nó nghe thấy chết dở luôn. Nó bóp cổ đấy các bạn ạ. Kinh quá. Nó bóp cổ đâu, nó lấy móng vuốt nó cào phát. Sợ quá. Đấy liệu có phải là người yêu mình không? Thôi, anh quyết định không có người yêu nữa. Anh ế cũng được chứ mà yêu đứa đấy tranh ngất. Nó không phải là người anh yêu, nhưng nó là người yêu anh. Cánh cửa di chuyển à? Ảo thế nhờ. Đi tiếp đi, đi cho cánh cửa đi. Mấy bức tranh không có gì cả. Ừ, mấy bức tranh nó cũng có dụng ý gì đấy nhưng mình không hiểu thôi. Ôi, sao cửa càng ngày càng xa thế, anh chạy nhanh lên. Ôi giời, giật cả mình. Soi, real. Mark, hãy dừng lại việc làm em cảm thấy sợ hãi đi. Em biết rằng em đang ở đó. Tại sao anh lại lại phá hỏng đồ trang trí? Anh có biết em đã mất bao lâu để trang trí hay không? Anh có phá gì đâu. Thế nên là mình có hai câu trả lời cho Joy. Câu trả lời thứ nhất là không phải anh đâu Joy à, hãy nghe anh nói, anh đang bị nhốt ở đây. Và câu thứ hai là Joy, có một cái thứ rất là đáng sợ đang diễn ra ở đây này. Thì mình sẽ lựa chọn cái nào? Theo mình nên kể thứ hai. Đúng rồi, kể mình phải kể luôn. Mình phải nói thật với người yêu mình. Từ từ đã, anh đang ở đâu mà? Liệu có phải là anh đang ở trong ngôi nhà của em không? Anh cần phải ra khỏi đó bây giờ. Em cần một lời giải thích. Mình lại có hai câu trả lời cho cái này luôn. Câu trả lời đầu tiên là em sẽ không tin anh Joyce, nhưng mà anh đang rất là thành thật, rất là nói thật đây. Và cái câu trả lời thứ hai là cái hành lang ấy đang trở nên càng ngày càng to hơn. Và anh không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây. Chắc cô nói thật câu thứ hai đi. Đúng rồi, câu thứ hai đấy. Mình nên nói Mark, anh đang say à? Sợ chết tiệt, thật là ngu ngốc. Đợi ở đấy, em đang nghe một vài thứ. Mark, anh có phải đó không? Bây giờ Joy nó còn nghi ngờ là anh không phải là người đang trả lời điện thoại luôn ấy. Tậm tịt rồi, thôi xong. Ôi không tin anh rồi, Thành ơi. Rồi nghĩ mình uống rượu say, mình bị ngáo các bạn ạ. Mình đã làm gì tìm lấy chai rượu đã làm được một nào đâu. Đúng rồi. Đúng lý chỉ à? Ừ, đúng rồi, một cái đồ vật trang trí kiểu như là signature của... Điếc tai quá, hét lên một cái mà điếc hết cả tai, làm gì mà phải hét. Nó mất mấy quả cầu tuyết đây rồi. Nó mất thì kệ nó. Mau mở cửa đi. Hành lang ngắn này, hành lang dài lắm mà. Đúng là dài lắm mà, mình cứ đuổi mãi mà bây giờ sao nó ngắn đây. Thôi. Cửa này mở đâu? Ra phòng khách các bạn ơi. TV đang loát. Vừa nãy thì nó nhiễu. Bây giờ nó đang loát chương trình, nó đang kiểu để chờ á. Thả tôi ra đi, sao lại xích như thế này, làm sao mà ra được. Phòng này bị xích từ bên ngoài, chứng tỏ là bên trong nhốt cái gì đấy đấy. Em đoán thế đấy. Lật cái này ra thấy quái vật. Không. Đây là phòng bếp à? Một cái kho. Các bạn ơi, cứu mình với. Mình đi tìm quả cầu tuyết thì sao á? Trên cửa có 3 quả cầu tuyết thì mình sẽ phải tìm đủ 3 quả rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà cạch cửa cả gái đi ghê vậy? Hello. Chị ơi, em không nhìn thấy. Chị ơi. Mình phải hết sức để ý có những tiếng động của nó. Nếu mà mình không biết là nó đến nó tìm mình. Anh đang ở đâu vậy, Sweetie? Sweetie là tiếng gọi thân thương ấy các bạn. Đi đi. Chết rồi. Cái gì đấy? Chúng ta hãy tổ chức tiệc cùng nhau đi. Cô đi. Đây với này người vào game đầy người yêu. Yêu ngay một em ma quỷ. Rồi ở nhà em có cái con gì á? Nhưng mà mình không có được nghe Joy ở đâu. Vì Joy bảo mình là bị ngáo đó. Con ấy bị làm sao này? Nó quay lại đấy. Anh bị làm sao rồi đó? Nó quay lại trốn. Nó không quay lại đâu. Nó lừa mình ấy, nó đi rồi nó quay lại đấy. Ui, cái gì kìa? Nó gật gà gật gù như là bị ngáo thật đấy. Không quay lại cái gì, nó quay lại mà. Đi rồi, khi cái nhịp tim mình đập bụp càng đập to thì nghĩa là nó càng đến gần. Đột nhập sang phòng bên này đi. Ừ. Ui dồi. Ui, phòng này là phòng lưu trữ cái gì ấy, cũng là kho đấy các bạn ạ. Hết hồn các bạn ạ. Hy vọng là mình đi được ở đây. Ah!
đâu Honey. Em sẽ... em sẽ không làm đau anh đâu. Nhìn móng tay mày mà không làm đau tao à? Mày cạp chết tao đấy. Lục, em có gì không? Chính là quả cầu á. Ờ, mình đi tìm quả cầu xem các bạn ơi. Không được luôn. Thế thì phòng này không có. Ui, ui. Ôi, nó cười anh kìa Thành ơi. Nó cười anh là đồ ngu đốn hại kìa Thành ơi. Chạy mẹ luôn. Nó phát hiện ra rồi. Nó chuẩn bị nhìn xuống. Chết chưa? Yêu đi, yêu đi. Tình yêu to to. Thôi tập trung tìm quả cầu, mở cửa thoát ra khỏi đây đi. Đi tiếp đi. Đây, phòng này có thể mở được nhiều này. Đây rồi. Hai cái rồi các bạn ơi. Mình cần thêm một. Nó đến đây. Nó đến đây. Ờ. Khi nào mà tiếng đập bịch 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 thì là nó đến. We can decorate the tree. Chúng ta có thể trang trí cây thông anh ơi. Không, em ơi. Anh Thành ơi. Trang trí cây thông đi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Trông nó như con zombie các bạn ơi. Ồ. Đấy, bên phải này này. Có cái tủ này. Không mở được. À, vậy thì phải đi tiếp thôi. Không chạy được à? Trò này cứ đi chậm này à? Nếu chạy được thì nó cũng đỡ. Quá quá rồi. À, mình phải leo vào đây các bạn ơi. Ui. Ui. Trong này chắc nó không vào được đâu. Ừ. Đấy. Cửa khóa từ cửa trong. Cửa trong rồi. Pháo này các bạn. Ô. Rất là mạnh, cái này rất là giúp được chúng ta để có thể phá cánh cửa nha, để thoát ra khỏi đây. Một cái kìm cộng lực các bạn ạ. Ừ. Rồi xong, cái gì đây? Không thấy quả cầu tuyết à? Phải cần một quả nữa. Nó ở đâu? Khó phết đấy các bạn. Rồi lấy kìm, phá cái xích này. Ok. Mở ra thấy con ma. Trốn. Đấy mày quá tỉnh. Ừ. Tạo ra tiếng động là nó đến ngay. Nhưng mà nó không phát hiện ra mình ở đây đâu. Váy đẹp đấy. Nhưng mà cái móng tay kinh quá. Ôi, gì vậy? Ôi, đi đi. Stop running away. Dừng lại việc chạy trốn đi. Why are you hiding? Tại sao anh lại trốn? Tại sao anh lại trốn? Anh sợ là... sợ bắt cái đáy là... Chúng ta hãy làm mọi thứ cùng nhau đi. Được cái con ma nó hơi bị chậm các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi ra phòng ngoài này. Anh nhớ ngoài này có cái cánh cửa bị khóa đúng không? Ừ. Đây. Ừ, mình sẽ bẻ hả? Rồi, ok. Đồ, một cái phòng giặt đồ các bạn ơi. Đóng lại. Tôi sẽ tìm ra quả... Ơ, quả pháo, không lấy pháo à? Ơ, quả cầu này, ngay trên sàn luôn. Trời. Ok, mình sẽ đi trở lại cái phòng mà có cây thông để gán ba quả cầu này vào đúng không? Ờ, từ từ anh đi kiếm thêm đồ xem có được cái gì nữa. Kiếm thêm gì à? Cái pháo sáng này, tí biết đâu trời tối sao? Uh-huh. Đây rồi các bạn ơi, bên này còn mấy cái kệ tủ mình sẽ mở nốt. À, đây. Thôi đi. Đây đúng nhỉ? Ừ. Úm ba la mở ra cái con ma. Nhìn thấy mình luôn. 1, 2, 3 đặt quả cầu tuyết vào. Rồi. Ui, nó còn phát nhạc à? Mở ra. Rồi, hay quá. Tối thế. Không nhìn thấy gì. Cái gì ấy? Hộp quả trâu bạn ơi. Có những quả trâu và kẹo gừng nè. Tuyết rơi. Thật là lãng mạn. Thật tình là... yêu của Bê Quy Thành và một con ma nữ. Thật là ảo ma Canada. Thật là ảo ma Canada. Rồi, lụm cái này để làm gì? Trang trí cây thông à? Ờ, chắc mang về cây thông.
Ờ. Ôi, nhạc đang nổi lên. Ôi rồi. À không, nó đưa mình gần chứ tưởng mãi cái đấy nó đâm vào mình thì mình đúng là ngu người. Rồi. Đúng là ảo ma Canada thì các bạn ạ. Hy vọng là con ma tình yêu của anh nó không đuổi nữa. Từ giờ không muốn có người yêu nữa luôn. Thôi, mà sau cũng chia tay cô Joy lấy đi, cô đấy chẳng tin anh. Ờ. Anh đã bảo là ở đây có điều gì đáng sợ nhưng cô ấy không tin. Anh bị đứng hình luôn, không nói cái gì luôn á. Sợ quá. Rồi vào đây treo lên cây thông đúng không? Từ từ, có chỗ trốn ở đây không? Trốn gần bàn. À sửa. Treo quả trâu. Sửa lại cây thông cho Joy. Jingle bell, jingle. Đấy, sửa lại rồi. Thế là mọi thứ bình thường. Joy lại gọi. Bây giờ gọi bảo nó chia tay đi. Mark ấy làm điều gì rất là vớ vẩn đúng không? Mau rời khỏi hành lang đi. Em nhìn thấy bạn của anh ở cửa sổ đấy. Cô ấy đang trốn ở một nơi nào đấy. Cô ấy chỉ rời đi thật là nhanh. Chẳng gì đặc biệt hết. Joy ơi, đây không phải là trò đùa đâu. Em phải rời khỏi đây. Joy, và lựa chọn thứ hai là Joy hãy nghe anh. Đấy không phải là bạn anh đâu. Hãy trốn đi và gọi cảnh sát đi. Chọn cái thứ hai đi, gọi cảnh sát rồi, đi. Gọi cảnh sát đi. Bạn anh gì khi con đấy. Thật là điên khùng nếu như mà tin anh. Đầu tiên hãy nói cho em biết anh đang ở đâu. Rồi sau đấy em sẽ đến với anh. Anh sẽ trả lời là mọi thứ sẽ chỉ giống như một giấc mơ. Ngôi nhà đang thay đổi, một người phụ nữ điên rồ đang tìm anh. Và câu thứ hai đó là bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Anh nghĩ anh sẽ chỉ tìm thấy đồ Giáng sinh trang trí thôi. Cô ấy đã mang chúng đến đây. Ủa là sao? Ôi giời. Mình hãy trả lời sự thật đi, là có một đứa phụ nữ nó bị điên ấy. Ờ, thế là chọn cái nào? Cái đầu tiên. Ok. You saw a woman, right? Anh nhìn thấy một người phụ nữ. It's true. Nếu điều đó là sự thật. Ok. À, bạn, à, anh nói là em phải trốn ư? Ok, em sẽ làm. Ôi, em nghe thấy ai đó. Eo, thế tị đang nói để tắt máy. Em nghe thấy cái gì đấy? Nghe thấy tiếng rệt rệt đấy. Cái tiếng rệt 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 đấy. Eo, nó vẫn đang múa ở đấy kìa. Tắt pháo đi anh ơi. Lắc mông à? Lắc cái đầu. Wow! I found you! Ôi, nó đi bằng cả hai chân hai tay luôn kìa! Ôi, trốn ở đâu đây? Không có chỗ trốn đâu Thành ơi! Sao bấm mãi chả được, chả trốn được đấy? Ô, honey, đẹp quá anh ơi! Cây thuốc đẹp quá! Don't go anywhere. I will be your friend. Đừng đi đâu nhé, em sẽ quay trở lại. Em à, cu đi. Gì đấy, kinh thế. Leo. Ờ, nó leo lên trên nóc rồi. Ôi rồi. Đấy, leo được ống khói nè, mình có đi theo nó không? Cu đi. Không được. Ê, có quả pháo trên bàn kìa. Ui, sợ quá, cứ tưởng nó tóm được mình không. Pháo nè. Có cái gì tiêu diệt được con đấy không hả ông? Sợ quá. Không biết nữa. Giáng sinh bất ổn các bạn. Pháo này. Chỉ nhặt được pháo thôi à? Cho tôi khẩu súng hay cái gì bắn nó đi. Sách vở ngổn ngang quá. À, để cắt cái này. Cắt cái khóa này ra, ok. Tầng hầm hả? Ôi dồi. Tầng hầm có gì? Tự nhiên cho mình xuống tầng hầm. Ừ. Joy lại gọi. Mark! Cô ấy ở đây không? Đừng động vào tôi, con khốn này! Bạn gái đang cầu cứu, người yêu đang cầu cứu. Con ma đấy đi tìm Joy. Trời ơi, thế là Joy cho mình bất ngờ là Joy đã về nhà rồi à? Nhưng nào, cái đấy, con đấy lại đi rồi. Cô ấy không phải người đâu. Em ổn rồi. Em đang trốn như những gì anh nói. Chúng ta cần phải có thời gian chuẩn bị để tìm ra em. Em đã chuẩn bị những cái pháo rồi. Và nó sẽ làm cô ấy sợ. Em nghĩ là cô ấy thì không thích những cái đèn sáng. Hãy cố gắng kiểu
ý là chắc là làm sáng lên thì cô này sợ. Tiêu diệt con này bằng cách pháo sáng. Trả lời hai câu. Câu đầu tiên là em có biết cô ấy không? Tại sao cô ấy lại biết là anh đang đến với em như thế nào? Cái thứ hai là anh hiểu rồi, anh cần phải tìm những thứ mà có thể phát sáng. Rồi à, em hãy cẩn thận, em cần phải tập trung vào để chúng ta có thể sinh tồn. Thứ hai đi. Ok, chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhá. Ok, chúng ta sẽ phải thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Ôi, nhưng mà cô ta có thể đến quay lại bất cứ lúc nào, em nên làm gì đây? Em nên, đầu tiên là em nên trốn và cố gắng đừng tạo ra tiếng động. Và em thứ hai nữa là em nên tìm một cái đèn sáng hoặc là nhiều pháo hơn nữa. Cố gắng để kiểu lái cô ấy, tức là kiểu Dẫn dụ. Đúng rồi, dẫn dụ cô ấy bằng những cái đèn sáng đấy. Thôi, cho người yêu dẫn dụ đi. Ừ, để mình có thời gian mình trốn, tốt nhất bây giờ hãy cứ sống mình, cứ cứu sống mình đi. Thế là cho người yêu dẫn ma đi chỗ khác còn mình trốn. Đúng rồi. Bất ổn quá, ốc là người yêu bất ổn quá. Đi, chúng ta lựa chọn lại. Ok, em sẽ thử. Oh my god, chú ơi, em nghĩ là nó sẽ hoạt động. Ok. Em sẽ gọi cho cảnh sát, nhưng mà em không nghĩ là họ sẽ đến nhanh trong cái thời tiết này đâu. Và một thứ nữa, làm ơn, hãy an toàn nhé. Em yêu anh. Ui. Anh không yêu em. anh quan tâm việc sống của anh quá. Rồi đâu? Bây giờ nói chung là cô này, cái con ma đến bất thình lình á, không có hẹn trước, không báo trước nên khá là nguy hiểm. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi tìm pháo sáng hay cái gì đấy liên quan để tìm cách tiêu diệt con đấy xem có được không nha các bạn. Hoặc là cái gì đấy kiểu mình giống pháo sáng á, đèn hay gì đấy. Ơi! Gì đấy ma ơi? Con ma đấy. Quà mình không hề đến sao? Không có ai hết. Đằng sau lưng không có ai. Đằng sau lưng. Thôi đi nhanh lên người, anh đi chậm sợ quá. Tự nó thế. Nó mục rồi. Ý là nó cũ rồi nên nó như vậy. Mình cần phải cúi xuống để đi hay là mình sẽ bị mắc kẹt ở đây? Đi kiểu gì? Không đi được. À, chui. À, chui. Đấy, em biết rồi. Mình phải chui qua. Chui đi. Từ từ. Người ăn dạo này ăn nhiều béo. Chui mà ăn qua được. Chui, mà là anh phải trườn qua hay sao ấy. Cái động tác này nó như kiểu là mình phải lấy đà để bò. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Uốn dẻo chuyên nghiệp. Xiên nó đi, xiên nó đi. Tình yêu to lớn, tình yêu uốn dẻo. Mày hay rồi đấy, tí tao sẽ tiêu diệt mày. Không dám hủ anh. Cửa. Ui. Ui dồi, nó cứ bò đi bò lại thông qua cái đường ống thông gió ấy các bạn ạ, rất là ghê luôn. Hãy cẩn thận với những đường ống thông gió. Rẽ trái xem có gì không. Đi theo nó có sao không? Nó quay lại đấy. Chuồn. Rẽ trái đi, đấy đúng rồi. Đấy có cánh cửa nè. Trời ơi. Bật đèn. Có gì không? Không. Không có gì hết. Mấy cái dây dẫn đi đâu ta? Ai đây? Là cái ảnh người chủ cũ ở ngôi nhà này đấy. Ông ấy bị ám sát rồi các bạn ơi. Có rất là nhiều thuốc ở trên bàn á. Chỗ này có chỗ trốn nha. Nghĩa là nó sẽ đi qua đi lại ở đây. Một cái note từ một người bác sĩ các bạn ạ. Nói chung là nó viết là ông bác sĩ này khuyên cái cô bạn gái là nên tránh ánh sáng mặt trời. Chính là con ma. Nó không thích ánh sáng. Đúng rồi. Gì đấy? Ấm một cái là cái gì? Ấm một cái là sao? Anh vừa kéo cái cần gạt như kiểu... Này nhiều lúc cái game này nó không có nhạy lắm các bạn ạ. Mình ấn đến 2-3 lần mới trốn được. Nên mình gần chết luôn đấy các bạn ơi. Kiểu bị hụt hẫng ấy. Chắc có đi rồi. Bây giờ sập cầu dao thì...
À đèn bật rồi, đèn bật, tắt đèn đi, tắt pháo đi, tiết kiệm. Đấy không có chỗ trốn đâu. Đi vào nó tiêu diệt đấy. Mình bước qua đời nhau. Con này nó bị ngáo bạn ơi, nó không thông minh lắm đâu các bạn. Anh sẽ đi theo đường màu đỏ này nữa. Ờ, phòng làm việc này. Cũng có một cái nốt. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến cùng với bạn của anh ấy. Tôi cần một cuộc gọi với mẹ của anh ấy. Đó là Anna phải không? Cô ấy phải là một người cộng tác của anh ấy hả? Hay là sao? Anh ấy đã hẹn hò một cách bí mật à, như kiểu cô này có một cái chấp niệm các bạn ạ, về tình yêu. Yêu đương gì tầm này? Nhà em bao việc anh ạ. Ui cầu cơ các bạn ơi. Như kiểu phòng này là phòng triệu hồi con quỷ ấy. Đây cái gì ấy? Một cái đầu lâu của một con gì đấy mồm dài. Lại trốn. Sao phải trốn? Anh nghe thì nó đi ở ngoài. Ghê quá các bạn ạ. Thế là cái nhà này có một điều gì đó rất là mờ ám. Và có án mạng nữa, có người bị chết và treo lên đó. Và kể về một cái người đấy rất sợ ánh sáng, chắc là con quỷ, con quái vật này. Chắc người đấy bị quỷ nhập. Đúng rồi, bị quỷ nhập nên là nó mới sợ ánh sáng các bạn ơi. Tại vì đã như ở đây như kiểu là để gọi con quỷ này nên nó đã đến và đã nhập vào cô gái này. Và cô gái này có tình yêu với anh Mark, chính là Bê Quy Thành. Tình yêu cái gì? Trốn đi, không nhìn thấy gì. Đừng bảo đây là lãnh địa của nó phát hiện mình nhá. Không, mày quá các bạn ơi. Con này chắc bị què rồi. Ồ, thế là nó đi đúng hướng mình muốn đi kìa. Cái thích nhở. Mình hình như là phải đi theo cái đường dây điện màu đỏ này. Đấy, đi, dãy bên kia. Đúng rồi. Nó sợ pháo hay sao á, mình có thể dùng nó để đi đúng không? Đi anh ơi. Đừng nhìn nữa. Nó ra đầu kia rồi. Đúng rồi. Nó cũng tránh những cái pháo hay sao á. Cái gì đây? Đồ decor. Ui. Ui, đây là xác của người phụ nữ, nãy là xác người đàn ông. Ui ghê vậy. Ờ. Ui, nó giật cái xác ghê chưa? Kiểu đến đấy. Ờ. Vậy là nó đã bị ám và nó đã tiêu diệt cả hai người chủ ở ngôi nhà này luôn. Ôi giời ơi. No. Thành ơi, anh sẽ tèo. Bị bắt rồi. Ôi. Trời ơi này. Last. Cuối cùng. Em cần phải sẵn sàng. Nó lại trói mình buộc vào hả? Cười. Em bị sao ấy? Nó đuổi mình rồi Thành ơi. Mình kiểu bị đánh ngất hay sao ấy nhở? Trời ơi các bạn ơi. Mình sẽ thoát ra khỏi đây không? Lần này mình có thoát được không? Anh không biết, anh cắm đầu anh chạy đến cái cánh cửa lúc nãy thôi. Ừ, nhưng liệu nó có mở ra cho mình không? Không biết, chạy đi thì sao? Không mở rồi. Đây. Ờ, cái gì đây? Đây à? Ờ, đây rồi. Ở bên kia có cái gì ấy? Chìa khóa. Đứa nào kéo ra đây? Thả tao ra. Lấy được chưa? Lấy được chìa khóa rồi. Chính là cái cửa đúng đấy. Ờ. Đạn. Đạn đầu vít. Ốc vít. Có gì nữa không? Hết rồi, chạy đến mở cửa đi, có gì nữa. Ơ, quả đấy đáng nghe nó phải tóm được mình, nhưng nó không tóm được mình. sao Joy không gọi điện nữa nhỉ? Ờ. Hay Joy bị nó bắt rồi. Ờ, hay Joy bị nó treo lên rồi ấy. Hay đấy chính là Joy. Không. Mở đi. Ui, lại cái gì đây? Lại là cái đề co Giáng sinh các bạn ơi. Lần này là pháo các bạn ơi. Ui, thu thập cái pháo này đốt lên. Thế là tiêu diệt được. Một cái hộp toàn pháo luôn. Đốt đi để tiêu diệt cái con đấy. Ôi rồi.
phòng giặt. Rồi, ôi rồi, gọi rồi. Biết ngay mà. Mark, anh có ở đấy không? Anh có ổn không, Mark ơi? Anh ổn, em thì sao? Em hơi nói nhỏ thôi, nói bé thôi. Cô ta vẫn đang ở gần đây. Anh ổn. Anh ổn à? Anh chắc gì đã ổn. Ôi, em sợ lắm Mark ơi. Cô ta rất là sợ ánh đèn sáng đấy Mark ạ. Cô ta đã để em lại rồi. Bây giờ cô ấy sẽ đến. Ủa là sao? Đến chỗ mình đấy. À, thế còn anh thì sao? Anh có tin tức gì mới không? Có cái tin tốt gì không? Anh đã tìm được pháo như là em nói. Anh chọn luôn cái thứ hai. Cái thứ hai là gì còn chưa đọc luôn á. Ờ. Em gọi cảnh sát rồi. Và em không biết là anh có ổn không nữa. Hãy cho em địa chỉ. Hãy tìm một cái cửa sổ. Và họ có thể nhìn thấy anh. Hãy cố gắng lên tầng 2 đi. Lên tầng 2. Pháo kìa. Ô, có cái xà beng kìa Thành. Có cái xà beng. Chính xác. Lấy cái này gỡ cái cửa. Gỡ cái cửa đi, gỡ cái cửa. Anh yếu thế gỡ lâu với Thành. Đang sợ run chân cầm cặp đây này. Rồi. Chúng ta sẽ chui vào đường ống khói. Ok, kéo cửa vào. Không phải, đây là cái thang nhanh. Một cái thang để hàng đẩy lên á. Sao tối này? Đang lên. Bật chế độ bay lên. Chế độ này bay lên đến tầng 1 hay tầng 2 đây. Chúng ta phải kiểm tra xem đây là tầng mấy. Đây chính là cái tầng giặt ủ trứng ở phòng ngủ đây. Thế thì phải đi lên nữa. Một cái kho. Cảnh sát. Cứu. SOS. Rồi cứu. Rồi gọi, rồi gọi. Anh có nghe thấy không? Cảnh sát đang ở đây rồi đấy anh ơi. Ôi, đến đây đây. Tôi ở đây. Hãy đến đây. Police. Come here. Come here. Hãy cố gắng tìm đèn đi anh ơi. Nhanh lên anh ơi. Anh đang ở trên tầng 2 chứ anh ơi. Em không nghĩ là họ chú ý đến anh đâu. Anh cần phải tìm một cái cửa sổ khác với cái tầm nhìn nhiều hơn và cảnh sát sẽ nhìn thấy anh. Ôi, anh tới đây. Anh nghĩ chỗ này ổn này. Cảnh sát ơi, đừng đi. Đem đi. Ui, đi chậm thế. Ui. Họ có tiếng súng mà nổ súng bắn cái con kia đấy. Cảnh sát bị ăn thịt luôn à? Không phải đâu. Đốt pháo đi. Ê, rồi gọi lại gọi. Anh có nhìn thấy không? Trời ơi. Tất cả họ đều đã chết rồi. Cô ấy sẽ đến và tiêu diệt chúng ta thôi. Anh sẽ trả lời cô ấy như thế nào? Đầu tiên là hãy đi tự kéo mình ra đi. Bây giờ sẽ không có ai có thể giúp được chúng ta đâu. Hoặc là rồi à, chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể làm được. Ổn thôi. Làm được. Kinh kìa, nhìn đến bên kia không? Nó lôi một cái người cắm cửa sổ kìa. Rồi, chúng ta có thể làm được. Ok. Chúng ta không thể bỏ cuộc. Em nghe thấy một vài thứ và em không biết cái nếu mà nó có thể giúp gì được hay không, nhưng mà cô ấy nói về món quà cuối cùng mà cô ấy nhận được đó là nhiều hơn là một thứ. Em đã nhìn thấy cô ấy ném nó ở thông qua cửa sổ của tòa nhà của em. Hãy cố gắng tìm đi anh ơi, có thể là có súng đấy. Cái thi thể bên kia. Ừ, sẽ qua bên đấy. Cái cửa khác à? Nó mặc váy trắng rồi Thành ơi. Nó sắp cưới anh rồi Thành ạ. Ừ, Rồi gọi. Mark, anh thế nào rồi? Anh tí ngất. Anh thế nào rồi? Lên chọn thế nào đây? Em cũng không biết nữa. Chọn bừa một cái đi. Ờ, chọn cái đầu tiên đi. Telescope, đó là cái gì vậy? Em cũng nghĩ vậy. Thời gian này, cô ấy sẽ chỉ tập trung vào anh thôi, chứ không phải là em đâu. Ồ, ok rồi sao? Chúng ta được kết nối bằng một cách nào đấy. À không phải, chúng ta chỉ là anh thôi. Mark à, hãy nói với em. Anh có biết người phụ nữ này không? Không,
anh không biết cô ấy trước đây. Và sự thật là bọn anh đã từng hẹn hò. Nào, anh ấy nói sự thật hay là nói dối cô ấy? Thế là khéo cô này vẫn là người yêu cũ các bạn ạ. Túm lại là bây giờ khéo là cô này tự bỏ bùa mình trả thù. Ờ rồi, thế thì anh ấy nói sự thật với cô ấy đi. Anh không biết, anh không. Anh chối à? Không, ok. Anh không quen một con ma như thế đâu Kinh. Được rồi, anh đã nói dối. Ok, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Chỉ là anh cần phải giải thích về cái điều này. Rồi, cô tắt máy rồi các bạn ơi. Rồi, mình không đi được nữa mà. Mở cửa đi. Tìm chìa khóa, anh nghĩ. Một cái nốt, cô ấy rời đi và cô ấy không hề, cô ấy sẽ không quan tâm đến chúng ta. Hãy, Mark đã mua một cái chuông, nó dành cho em hả? Anh ấy muốn em quay lại hả? Anh muốn tôi quay lại hả? Mark không nói chuyện với bố mẹ của anh ấy nhiều hơn nữa, thật là tốt. Ai đã nói chuyện với anh ấy? Những người bạn này thật là tồi tệ. Tôi cần phải get rid, oh my god, chắc là kiểu... họ sẽ, cô ấy sẽ làm cho những bạn anh xa lánh anh ấy. Mark tổ chức Giáng sinh một mình. Bây giờ chính là thời gian. Rồi xong rồi. Rồi. Anh ấy sẽ đến với con điên. Con điên này. Ủa là sao? Nhìn này, cách tên roi này không? Ừ. Kiểu trả thù rồi. Thế là cô này là người yêu cũ của anh thật. Trời ơi, thấy đẹp trai quá mà. Ồ, đấy đẹp trai là điều gì khổ lắm các bạn. Có gì? Đi thôi các bạn ơi. Đây, chìa khóa. Chìa khóa đây. Ok, chìa khóa hành lang nha. Thành ơi, ghê quá Thành ơi, con đấy ghê quá. Mày đừng có dọa tao nữa. Tao sợ lắm rồi. Tao sợ đến mức mà tao không nói được gì nữa. Còn mà đã ghét rồi các bạn ạ. Cửa này đúng không? Khổ quá đây các bạn. Anh lừa tôi. Cô ấy có gì tốt hơn tôi? Không, cô ấy đẹp hơn em. Cô ấy móng tay không dài như em. Cô ấy không mặc áo đen mà đi rù rù như em. Cô ấy có gì tốt hơn tôi kìa? Ui, nó mặc váy cưới à? Ờ, nó cưới anh rồi. Không, đừng cưới. Đừng cưới, đã rồi đi ấy rồi. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ở đây phòng 8 các bạn ơi. Pháo trên bàn kìa. Đấy rồi nhưng mà. Đấy, đi ra đi. Đi tiếp đi. Để phải đi. Rồi lại có một cái take note nữa. Một bức thư cũ. Và hình như là nó là cái kết thúc cho cái cuộc tình của anh à. Tôi đã không dám đọc cái bức thư của cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi. Tại sao cô ấy có nên nói với tôi sớm hơn không? Thì bức thư nói là em sẽ không quay lại đâu. Anh có thể dừng lại việc nói chuyện với gia đình của em bây giờ. Nhưng làm ơn đừng làm tổn thương họ. Họ không biết em ở đâu. Em đã không nói với họ. Em đã rời đi. Em biết rằng em đang ốm bởi vì cái như kiểu là hành vi của em. Nhưng em không thể nào từ bỏ nó. Em đã từ chối điều trị một thời gian quá dài. Em không thể điều khiển được. Em yêu anh nhưng em quá mệt mỏi và sợ hãi gia đình của em. Em xin lỗi. Anh ấy yêu em. Thôi cô này khá bị trầm cảm rồi. Sinh ra bây giờ là có những ý nghĩ tiêu cực và muốn hãm hại mọi người khác liên quan. Con quỷ nhập vào. Ừ. Và làm lấy triệu hồn con quỷ nhập vào bây giờ đi hãm hại tất cả những người xung quanh của mình. Rồi. Cày thích nhở? Bỏ lá thư đi. Tình yêu như thế là tình yêu mù quá. Đúng. Rồi mình đi tiếp. Rồi rút cục tình yêu duy nhất là lòng yêu nước các bạn. Tình yêu nước là tình yêu luôn luôn đúng nha. Hãy yêu nước các bạn ạ. Nó cảnh đây làm sao mà đi được nhở? Phải có cách để đánh lạc hướng nó. Anh nghĩ là chúng ta đi sang bên này thôi. Đó, đi này quay lại rồi. Ừ. Thế mới nói. À, anh sẽ trêu nó xong rồi anh trốn vào đây. Trêu kiểu gì? À từ từ. Đây. Làm gì đây? Tự nhiên này. Mình đang làm gì ở đây? Không biết. Ấn vào rồi nó thế nào tự nhiên. À, dịch cái bàn. Rồi, thấy đánh dấu tay là nghi rồi. À đây, leo lên đây.
Thảo nào nó cứ chặn ở đấy, mình có cách khác để đi các bạn ạ. Giờ đứng... Ôi em yêu. Em nghĩ anh đã mua cái chuông cho em, nhưng anh không yêu em thêm một lần nào nữa. Em sẽ không trả lại chuông cho anh đâu. Nó là của em. Tặng nó cái chuông à? Anh sai rồi không ạ? Anh không tặng nó cái chuông nữa đâu. Đi. Thôi em ơi, tha cho anh đi. Em hãy đến yêu các bạn xem kênh của anh đi. Đừng yêu anh nữa. Rồi đi xuống gọi. Rồi, sau lưng nó, mở cửa ra. Được rồi. Bàn giấy các bạn ơi. Trên giường có pháo. Sách vở. Phòng này phòng của ai không biết luôn. Chả có gì luôn, đi tiếp đi. Ui quần. Nó đang bóc quà. Thử thách 24 giờ bóc quà. Nó đang buồn đấy. Bởi vì là nó không có quà. Nó chỉ có mỗi cái chuông anh tặng nó thôi. Ôi ôi. Thôi cưới luôn rồi. Tình yêu đi vào lòng đất rồi. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Chúng ta nên làm lại đi Thành ạ. Tất nhiên rồi. Không thể để nó ăn thịt mình được. Và nó gợi ý cho mình là không để tạo ra tiếng động. Lúc ấy mình không biết, mình cứ dẫm vào đây kêu sột soạt và nó phát hiện ra. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ phải nhìn xuống đất và để ý đi. Cẩn thận dẫm vào quả trâu với các bạn ạ. Ờ. Ta sẽ đi hơi vòng một chút, chỗ này hơi vòng này. Ờ, nếu mà đi kia là dẫm nó đấy. Đúng nó rồi. Phát hiện. Nhưng mà thử anh thử chạy qua đấy xem được. Không được. 1, 2, 3. Ô, đi qua cánh cửa luôn. Ôi, ôi. Không không, nó dừng lại rồi. Thế không? Ờ. Ảo thế đấy các bạn. Vẫn đang cười ấy, nhưng mà mình cười nó mới đúng, đúng không? Đây, có cái cánh cửa khóa màu vàng này. Ê, lại phải đi tìm chìa khóa. Đúng rồi. Tắt đèn đi. À, tắt pháo đi. Không, cái này nó cháy đến khi hết thì thôi mà. Ồ. Đâu nhỉ? Đây rồi, khẩu súng đây rồi các bạn ơi. Người cảnh sát này đã bị tiêu diệt bởi nó đấy. Anh cảnh sát xấu số. Trời. Trong đêm Giáng sinh. Ok, chúng ta đã tìm được khẩu súng rồi. Nhưng mà khẩu súng này thì không. Anh ấy không thể bắn chết được cái con đấy. Đúng rồi. Mà chúng ta cần một thứ gì đó để hỗ trợ. Thế. Rồi xong. Nó lôi lên tận đây luôn các bạn ạ. Ok. Joy đang gọi này. How are you? What's going on? Anh sao rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã tìm cái anh cảnh sát bị chết rồi. Đấy, và anh ấy có một cái khẩu súng. Và bên kia thì là anh đã tìm được một khẩu súng và anh cảm thấy tốt hơn rồi. Rồi cái đầu tiên đi. Ờ, cái đầu tiên có vẻ xác thực hơn. Great. Ok. Now we have a chúng ta đã có một cơ hội rồi. Nếu như mà anh quyết định bắn thì nó sẽ tạo ra tiếng động. Vì vậy hãy chuẩn bị để cô ấy không có thể nghe được và cô ấy sẽ đến chỗ anh ấy. Và Mark à. Anh có một chút thời gian không? Có quan trọng không Joy? Không phải bây giờ. Hoặc là anh sẽ đồng ý luôn là anh có thời gian để nghe cô ấy nói. Theo ông là có thời gian đâu. Em nghĩ là hãy để cô ấy nói. Ờ, cho cô ấy nói nhá. Hay thôi, không có thời gian đâu, đừng nói gì à. Thế phải chọn cái kia chứ. Thế thì mình chọn ngược đi. Em muốn chắc chắn rằng là điều mà em nghĩ là trong trường hợp chúng ta không tạo ra nó là sao? Đó là cái chuông Joy à. Anh muốn cầu hôn em. Đừng nói về điều đó. Chúng ta sẽ sống sót. Và anh sẽ đưa nó cho em. Anh sẽ không nói với em rằng nó vẫn còn ở đây sau đó. Ủa là sao không hiểu. Thôi được rồi. Nói chung anh sẽ cầu hôn em. Ờ rồi, chúng ta sẽ cầu hôn Joy. Vì thế nên anh phải chọn cái đầu tiên chứ. Sao anh cứ chọn lung tung đấy. À trời ạ. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy tìm cái món quà ngốc ấy đi. Thế này chọn không. Trời ơi, anh cứ chọn linh tinh không đó. Một kiểu chọn một kiểu. Đấy người ta gọi là
suy nghĩ nhưng mà lý trí, bàn tay không cho phép lý trí làm gì cả. Đâu, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái gì? Chắc là sẽ đi set up một cái pháo. Bắn. Ok. Hóa ra là bắn cửa. Ôi, cửa kia mở kìa Thành, đi thôi. Mở ra, tự mở là có điểm rồi. Ui. Cái gì đấy? Ui, pháo, pháo. Ôi, mình bị hút à? Hãy đến đây với mày em. Đến đây với em à? Mày à? Ô. Và kêu, kêu tôi với. Sao gì vậy, khó thế? Mình vừa bắn cái nổ cái pháo kia, may quá. Không là bị nó tóm cổ rồi. Nó sẽ biến mất vì nó sợ pháo và những cái ánh sáng chói lóa đấy các bạn ạ. Rồi, ôi. Đi theo cái đèn nháy này, hình như đến chỗ cây thông à? Anh không biết nữa. Nói chung từ nãy giờ mình cứ đi lại ở cái nhà này, đi vòng quanh các bạn ạ. Ôi. Cánh cửa có gói quà. Chắc chắn là mình phải bằng cách đấy mở được ra. Mở đó, cánh cửa đấy ra. Khóa rồi, mình bắn súng. Bang. Hay quá. Bang. Mở ra. Đây rồi, mình sẽ lấy được một cái gì đấy ở đây các bạn ơi. Một cái hộp quà, trong đấy có chiếc nhẫn cầu hôn. A ring. Ring. Một chiếc nhẫn cầu hôn. Ồ, đúng rồi. Các bạn ơi, mình xin lỗi, mình dịch cái ring là cái quả chuông, nhưng thật ra nó là cái nhẫn nha. Tớ sao không hiểu sao mình lại dịch cái đấy thành cái quả chuông nữa. Mình đính chính lại nó là cái nhẫn. Sorry. Đôi lúc là sợ quá, dịch, nó dịch, não dịch, nó lẫn. Dịch cái nhẫn này có tác dụng gì đâu? À, nếu mình đặt nó ở dưới cây thông thì nó sẽ thu hút sự chú ý của cô ấy và chúng ta có thể tránh được cô ấy. À, và chúng ta sẽ nhân cơ hội này để kết thúc chuyện này. Đúng rồi, thế đây chính là cái bẫy, cái mồi nhử để cô ấy đến. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ yêu và mình sẽ lấy cô không, ấy. Không, đúng rồi, nghĩ anh Minh Thành sẽ đồng ý là bây giờ anh sẽ cưới em. Hãy đến đây và anh bắn bùm tiêu diệt em. À. Oh my god, sorry các bạn nha. Một lần nữa sorry. Ring là cái nhẫn nha. Rồi, đi thôi. Thế là bây giờ phải quay xuống cây thông các bạn ạ. À. Đặt cái đấy. Ôi giời ơi, nghe máy. Mark. Okay? Em nghe tiếng súng, anh ổn không? Rồi, hoặc là anh sẽ trả lời là ừ, anh nghĩ là anh đã làm cô ấy sợ và bỏ chạy rồi. Ít nhất là ở bề là đến thời điểm này nha. Và câu trả lời thứ hai là ok, anh ổn. Anh nghĩ là anh đã tìm ra cách để chống lại và dừng lại cô ấy rồi. Đúng rồi, anh tìm ra cách rồi. Ấn E, đừng ấn Q. Rồi. Ok. Em biết mà, hãy nói với em với. Hoặc là anh sẽ đưa cái món quà của anh cho em và em sẽ sử dụng nó. Hai là cô ấy muốn đuổi bắt anh và anh sẽ phải sử dụng món quà để làm như kiểu là một cái bẫy cho cô ấy. Thì anh sẽ chọn E, bởi vì mình đã quyết định là mình sẽ đặt cái nhẫn okay ở dưới cây rồi. Đúng rồi, mình là người phải tiêu diệt con đấy chứ, đúng không? Để người yêu mình ra tiêu diệt quái vật để mình trốn đi à? Không, anh phải là người như thế. E. Rồi. Anh tìm thấy quà rồi à? Ôi tuyệt vời. Anh biết không, cô ấy đã lấy những cái đồ đề co cơ của em đấy. Và cô ấy hình như để dành những cái đồ đề co đấy để đề co với anh. Có thể là món quà cây thông thì sẽ thu hút cô ấy. Và đừng có quên là hãy đốt pháo lên. Ok. Và Mark ơi, hãy cẩn thận. Yên tâm đi. Ok. Hôm nay anh sẽ trở thành sát thủ tiêu diệt ma. Rồi sao tự nhiên tối om vậy? Lại ở đâu đây? À, được đi lại à? Ừ. Đó, cửa khóa mất tiêu luôn rồi. Thế thì đi cửa này. Ôi dồi ôi. Xe ui, cảnh sát kìa. Còn bị hỏng luôn cơ mà. Đúng. Cây thông ở đâu? À, cửa vào nè. Vẫn bị khóa. Tất nhiên rồi. Cây thông ở phòng khác. Cái cửa này vừa bấm mà không có mở được, lại còn mở nữa. Thế thì chắc là phải đi đường bên kia rồi. Đây rồi. Nó đấy. Đây rồi, cây thông đây rồi. Ờ, mình sẽ đặt cái nhẫn ở đây. Đây này, nó gợi ý cho mình cái đây, chỗ đặt đây này. Đấy, được rồi. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy được con quỷ nó đến nhá, nó đeo nhẫn vào ấy, đeo nhẫn anh cha cho nó ấy. Nó nghĩ anh lấy nó còn lâu, đi anh tiêu diệt nó ngay. Anh đã chọn em. Không.
mặc váy cưới luôn. Ui. Ui, nó đến nó nhận đấy các bạn ơi. Ờ, kể ra không là quỷ thì cũng xinh đấy. Cảm ơn anh. Nút bấm gì đây? Anh yêu, em đã chờ đợi anh. Này thì chờ đợi này. Ôi, bắn nó. Chờ đợi. Tao không yêu quỷ đâu. Ồ, nó biến mất rồi. Nhưng mà như thế nó chết chưa? Trả nhẫn đây. Để về tao đưa cho Joy. Ơ, em thấy pháo. Ờ, chắc là tí nó đuổi mình. À, mày. Mày ở đấy mà chặn đường đấy. Ồ, nó lại biến đi tiếp nè. Mình sẽ đi theo đường có pháo này. Gì đấy? Ủa? Happy New Year, Merry Christmas à? Đi theo đường có pháo à? Ờ, lại đây. Đuổi đây. Bắn nó kia. Đuổi đây. Đuổi à. Rồi nó lại đi rồi. Con này có pháo luôn. Bắn sớm thế. Anh bắn đâu nó tự va vào nó nổ mà. Nó cụt. Thế rồi, xong đời anh rồi. Lại đây. Bắn cái đấy. Lại đấy. Bắn. Anh hết đạn rồi. Anh tiêu diệt nó đây này. Quỷ à? Quỷ gặp bê quỷ hành á. Chết rồi, nó tèo. Rồi, lấy nhẫn đi. Xin vĩnh biệt cô. Ê, đi thoát ra khỏi đây. Rồi gọi. Đó, nhầm. Mark ơi, cửa mở rồi. Oh my god, chúng ta làm được rồi. Mark ơi, em yêu anh rất nhiều. Mark, hãy đến với nhà của em đi. Đừng quên. À, chúng ta sẽ quên khoảng thời gian này. Hay cái quái quỷ không tóm lại là bây giờ ta mở cửa đi. Cửa đâu? Cửa bên kia kìa. Nó bên này đúng không? Ờ. Ôi giời ơi. Ủa, nó chết đi. Nó chết cái gì? Nhìn cái gì nó? Dọa mình à. Đây, rẽ trái là cửa nè. Chuồn khỏi đây thôi. Nó sẽ bắt Bê Quỳ Thành lại. Em rất nghi. Đi về nhà mình ấy. Gì vậy? Pháo hoa. Happy New Year. Mình sẽ đi theo ánh sáng. Nhưng mà pháo hoa thì mình sẽ đi về đâu? Về nhà mình mà. Đúng rồi, đi về hướng pháo hoa bắn đi. Nhưng mà nhà mình ở bên kia mà. Đúng không? Nãy nhà mình đi bên này, mình đi sang mà. Ui ôi, cảnh sát còn không làm gì được nó mà. Thôi đi về hướng pháo hoa, về nhà mình. Mark. Mark làm sao? Hãy đi về nhà đi. Có về nhà không? Hãy đi hướng pháo hoa. Thế là về nhà hay là không về nhà? Ai biết, hết rồi. Thế là về được nhà rồi. Ờ, dù sao cũng đã tiêu diệt được con ma đấy rồi. Bê Quỳ Thành từ giờ hết muốn có người yêu luôn. Lần đầu tiên có người yêu con ma các bạn ạ. Nó tóm cổ mình liên tục luôn. Đáng sợ chưa? Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm một con game có người yêu nhưng mà người yêu mình là một con quỷ. Và các bạn thì nó sợ không? Mình đoạn dưới nhá. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ bye bye. Bye bye. Sợ quá, khản hết cả tiếng luôn các bạn.